Cái thế này hoài lại thế là sáng sớm 4 giờ sáng anh đi về. Đi tiên không có dám báo ai. Ai dám báo ai? Đi tới thăm. Trước khi đi tôi thăm bà gì, tôi thăm Sài Gòn với nó năm rồi. Chẳng ai biết mình đi hết. Vâng. Đi chơi thôi. Vâng. Đi là đi. Thế là anh Quỳnh 4 giờ sáng lại anh nhỏ đeo về Vũng Tàu đây. Chú Quỳnh á, chú đi á. Chú đi hai lần con mà tôi đi nè. Cho nó đi mà tôi đâu biết đâu. Nó đi chơi với con chú là cứ đi lên xuống về. Mình đâu biết, nghĩ nó đi chơi thôi cả. Hai thằng nhỏ xíu à, 105 tuổi, 107 tuổi rồi. Thằng đi đây là cái thằng này cái thằng tới đây nè, 5 tuổi. Còn anh đó ở nhà thì 7 tuổi. Hai thằng đọc quần sờ lõi. Cái áo mới o thế là đi. Thế là đi luôn thì này đã luôn. Tôi khóc quá trời khóc.